Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu các bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn tìm kiếm combo ba cái thẻ bí ẩn của dự án Rocky Rabbit cũng như là trứng cục sinh để chúng ta nhận về 3 triệu điểm point của ngày 19 tháng 9 năm 2024. Mỗi một ngày thì mình cũng sẽ làm cái video chia sẻ cho các bạn là sắp xếp mã ví, tìm trứng phục sinh và sắp xếp combo ba cái thẻ bí ẩn để chúng ta nhận về các cái phần thưởng của mỗi một ngày. Ok, thì các bạn như bạn cũng biết thì cái dự án Rocky Rabbit này thì được đã có cái thông tin đó là sẽ niêm yết cái đồng token của dự án trên các sàn. Hiện tại thì đang có sàn BingX, sàn Bitget và Max Global đã có cái thông tin chính thức là niêm yết cái đồng token của họ ở trên sàn giao dịch rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ việc là tích cực chúng ta tham gia khai thác và chúng ta nâng cấp các cái thẻ trong cái tầm khả năng của mình để mà mình tăng kiếm được cái lợi nhuận mỗi một giờ và hoàn thành các cái nhiệm vụ mỗi một ngày để mà chúng ta kiếm được càng nhiều cái điểm point càng tốt. Hiện tại thì đang có rất là nhiều các cái câu hỏi cũng như là cái tranh cãi về cái việc mà cái dự án này thì liệu nó có giống dự án Hamster Combat hay không, và nó có cái tính lợi nhuận hay không, hay là nó tính bằng cái điểm point. Thì đã có một cái thông tin ở trên trang Twitter chính thức của họ về cái việc họ sẽ phân phối căn cứ bằng cái điểm chúng ta khai thác được. Dự án này sẽ khác với các cái dự án khác, dường như cái dự án Hamster Combat đó là họ sẽ tính bằng cái điểm point của các bạn thu thập được. Ở đây nó không có quá nhiều các cái nhiệm vụ phức tạp như cái dự án Hamster Combat mà các bạn đã tham gia. Ở đây nó chỉ có là tăng lợi nhuận. Lợi nhuận ở đây là chúng ta sẽ thu thập được cái lợi nhuận và chúng ta sẽ kiếm được nhiều cái điểm point hơn, và chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ ở đây mỗi một ngày để chúng ta kiếm thêm điểm point, và nó không có quá nhiều các cái nhiệm vụ cũng như là không có cái thành tích, cũng không có cái bảng nhiệm vụ như cái dự án Hamster Combat. Và mình hy vọng rằng cái dự án này thì phân phối Aerobe nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn như cái dự án Notcoin, không quá nhì nhằng các cái nhiệm vụ phức tạp để mà làm khó người dùng. Thì ở trong cái dự án này thì mình cũng luôn luôn là cập nhật và chia sẻ và đồng hành cùng với các bạn các cái nhiệm vụ hàng ngày để cho chúng ta cùng nhau hoàn thành các cái nhiệm vụ để chúng ta kiếm thật nhiều các cái điểm point từ cái dự án này. Và hy vọng thì dự án sẽ căn cứ bằng cái điểm point để mà trả iRobe cho người dùng. Đó, thì có những thông tin chính xác thì mình sẽ cập nhật được các bạn. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm combo ba cái thẻ bí ẩn của dự án ngày hôm nay để chúng ta nhận về 2 triệu điểm point nhé. Thẻ đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cho mình cái cột chiến binh và là cái mục là mục nâng cấp. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm đến cái thẻ ngày hôm nay, thẻ đầu tiên. Các bạn chọn cho mình cái thẻ này, cái thẻ khởi động nhé. Đó, đây là cái thẻ đầu tiên này. Rồi chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai của chúng ta cũng vẫn nằm ở cái cột chiến binh. Tuy nhiên thì các bạn chọn cho mình ở cái mục là mục yêu cầu. Đây, nếu như các bạn để tiếng Anh thì nó là cái mục claim nhé. Rồi các bạn kéo lên cho mình này. Chúng ta sẽ chọn đến cái ly màu trắng. Đây, cái ly màu trắng này. Các bạn kích vào đây. Nó chính là cái ly trước khi tập luyện này. Các bạn chọn cho mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã tìm được hai cái thẻ rồi. Chúng ta sẽ đi tìm một cái thẻ thứ ba, là cái thẻ cuối cùng. Thẻ thứ ba và cũng là cái thẻ cuối cùng thì cũng nó sẽ nằm ở cái cột chiến binh và cũng vẫn nằm ở cái mục yêu cầu các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chọn đến hình có một cái đĩa. Đây, cái thẻ trước khi đi ngủ chúng ta sẽ chọn cái thẻ này. Đĩa mà trong đĩa nó có cái các cái hạt đó các bạn. Các bạn chấm vào đây cho mình. Rồi ok, thì chúng ta sẽ check xem là ba cái thẻ này nó có chính xác hay không. Thì chúng ta sẽ nhận về 2 triệu điểm point. Các bạn kích vào đây. Rồi như vậy là chúng ta đã chính xác tìm chính xác là ba cái thẻ bí ẩn của dự án Rocky Rabbit, thì chúng ta đã nhận về 2 triệu điểm point. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm trứng phục sinh để chúng ta hoàn thành nốt cái nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn quay trở lại về phần trang chính này, các bạn nhấn vào phần kiếm này. Ở đây chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ là tìm trứng phục sinh. Hoàn thành ba nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận 1 triệu điểm point. Rồi, thẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ kích vào phần mỏ cho mình nhé. Và các bạn kích cho mình cái mục huấn luyện viên. Đó, ở cái mục này thì chúng ta sẽ tìm đến đây. Các bạn tìm cho mình đến cái thẻ tập luyện linh hoạt với huấn luyện viên.
Đó, và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái thẻ dấu ở đây. Các bạn chạm nó vào. Nói như vậy là chúng ta đã tìm được một cái thẻ đầu tiên. Giờ chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai thì cũng vẫn nằm ở cái mục cái cột mà huấn luyện viên. Tuy nhiên các bạn chọn cho mình cái cột claim nhé. Đây là các cái phần thưởng ngày hôm nay thì mình chưa claim hết về này. Đó, cái thẻ cuối cùng nhé, các bạn kéo xuống cái thẻ cuối cùng là bài tập giãn cơ. Các bạn chọn cho mình cái thẻ này. Đây, thì cái thẻ nó giấu ở đây, các bạn chỉ việc kích vào cái thẻ này thôi. Đó, như vậy là chúng ta đã tìm hai thẻ ở trong cái chứng phục sinh rồi. Chúng ta sẽ còn một cái thẻ nữa. Giờ chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ ba là chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Rồi, ok, thì hiện tại vẫn chưa tìm được cái thẻ thứ ba của chứng phục sinh thì lát nữa có thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.